các bạn mình là Quang hôm nay là ngày 21 tháng 1 năm 2022 chúng ta cùng đi tiếp tắt đèn của ngôi tuyết tố với giọng đọc của FC Châu Anh nào chúng ta cùng nghe chương 3 nếp nhà tranh lụn cụn nắp dưới dạng tre làng ngà, lặng lẽ úp lấy khu đất dề thành và kín đáo nấu trong một xóm cuối làng đông xá, đứng xa ngó lại, có thể lầm với nơi nhốt lợn hay chứa cho. Đó là nhà của Nguyễn Văn Dậu, với tầm cao gần xế mặt thành dãy mái hiên cườm cược nhọm ra ven thành luôn luôn phạt kẻ ra vào bằng những cái cộc bưu đầu choáng óc nếu họ quên không cúi đầu với lớp rêu xanh điểm những lá tre vàng úa và những cỏ gấu phất phơ cái sân đất rộng bằng đường bừa lỗ chỗ vết chân chó xen vết chân người vừa làm đường đi vừa làm khu vực hoãn sung phòng bị những lúc mưa rào đất ở chân thành khỏi lở vào thềm và cửa bao nhiêu bộ phận cần có của một gia đình đều được thu cả vào trong nhà nhà cất theo lối kiến trúc phổ thông của các cụ toàn thể gồm có một trái và hai gian dàn đầu là buồng bức mảnh rách mép lướt thướt dụ ngoài cửa buồng cũng như bức phên nan lứa sừng sững chắn ngang lòng nhà đều hết sức giữ cho trong buồng có vẻ bí mật trái lại những khe hở ở cạnh cửa và những lỗ thổng ở chân phên lại cũng giả ý phô sòng như muốn khai rằng ngoài chiếc giường chê gãy rát kê giáp bức bụa bức bụa Trong này có một lũ chu mẹ vại hàn chen nhau đứng bên cạnh đống đất hàng chuột Đối với buồng ấy là bếp đun Cảnh tượng lại càng bề bộn Dưới từng mái trái Thấp hẹp Những luồng ánh sáng xanh tía Thông thống kéo thẳng từ nóc đến nền Cố hun cho khô Những chỗ đêm qua mưa rột Cạnh bó củi rong ẩm ướt đoàn vung sứt miệng hành hạnh nằm ngửa trong những cái dế tre như muốn cười với nũ niêu đất thư nhàn lông lốc lăn nghiêng lăn ngửa trên mãi cho chấu tanh bành nguội lạnh mấy hòn gạch vỡ trâu đầu vào nhau nghiêng mình nằm theo thế chân vạc đương chờ đến lúc đội nồi kế đó đến bàn thờ chiếc ngưỡng tre uốn lưng gù gù đỡ lấy một bộ đồ tre dõng rạc đứng ra hình chữ nôm và hộ vệ cho một mớ nan tre lành phành lòng bật giường thờ giống như cái chạn đựng bát lơ lửng gác giữa khoảng cột của bếp và buồng tờ giấy xanh lạnh lùng phủ ngoài vách đất tỏ rằng nhà mới có tang những mớ mạng nhện chẳng chịt quấn trên đám chân hương lơ thơ lại làm chứng cho một thời gian khá lâu chủ nhân không hề cúng lễ rồi ở giữa nhà chiếc chiếu rách thủng sọc sạch phủ trên tấm phản long đinh rồi ở dưới phản mấy con chó con đòi ăn ẳng ẳng kêu không dứt tiếng và ở ngoài hiên quang gánh, liềm, hái sen với yếm, áo, váy, quần, lôi thôi rủ suốt mấy gian trụ gian rũi. Trong tay bồng đứa con gái hai tuổi, chị dậu thơ thần ngồi trên chiếc trõng nông lan. Cái nhanh nhậu của đôi mắt sắc ngọt cái xinh xắn của cặp môi đỏ tươi, cái mịn màng của nước da đen giòn và cái nuột nà của người đàn bà 24 tuổi vẫn không đánh đổ những cái lo phiền buồn bã trong đáy tim. Nét mặt dầu dầu, chị im lặng, nhìn sự ngoan ngoãn của hai đứa con nhỏ. Cái tí và thằng dần đương hì hục bới đống rễ khoai tìm những củ mập, củ dây, bỏ vào trong rổ. Chúng nó mừng reo hí hửng khi thấy một củ nguyên lành và chúng nó cãi cọ lào nhau khi lục mãi chẳng được gì cả. Mặt trời gần đến đỉnh đầu, ánh nắng xuyên qua lũy tre, chiếu xuống trước thềm khoang khổ đằng sau gà gáy te te nóc bếp láng giềng, ngọn khói bốc lên nghi ngút. Thằng dần với bộ mặt thiểu thiệu, bỏ đống dễ khoai đứng dậy, lùng bùng. Nhặt mãi từ sáng đến giờ mới được ba mẫu khoai danh. Con không phải tội mà bới nữa. U đi mua gạo mau lên. Hàng xóm nấu cơm trưa rồi, nhà ta vẫn chưa ăn cơm sáng, chúng con đói quá. Ngó con một cách đau đớn, chị rộng ngọt ngào con hãy cố nhặt thêm vài chục mẩu nữa rồi chị nó luộc cho con ăn. Chứ U làm gì có tiền đong gạo. Thằng bé phụng phịu hôm qua và hôm kia U bán hai gánh khoai lang được năm hào mà, đã tiêu gì đâu. Vừa nói, nó vừa tung tăng chạy đến cạnh mẹ, toàn lần giải yếm của mẹ. Cái tí thỏ thẻ khuyên em tiền bán khoai còn phải để dành đóng sưu cho ông Lý chứ. Dễ được đem mà, mua gạo đấy hẳn. Em có đói thì hãy ăn tạm củ khoai sống vậy. Câu nói nghĩa lý của con bé 7 tuổi hình như có một sức mạnh thần bí khiến cho chị dậu hai hàng nước mắt chạy quanh. Uể oải, chị bé cái tiểu lên sườn và lừ thừ đi ra ngoài cổng để ngóng xem chồng đã về chưa chồng chị, anh Nguyễn Văn Dậu, tuy mới 26 tuổi nhưng đã học nghề và làm ruộng đến 17 năm. Với cái sức khỏe mạnh, với cái tính nhanh nhậu, với cái đức chịu thương chịu khó trong nghề cày thuê quốc mướn, những năm son rỗi, vợ chồng nhà anh vẫn kiếm được thừa ăn. Mấy năm gần đây, phần vị thóc cao gạo kém, phần thì còn để thêm ra, vợ bận mọn luôn. Sự tiêu dùng của anh mới không được dồi dào như trước, Vật mũi chỉ đủ đút miệng mà thôi. Rồi tháng 8 năm ngoái, mẹ anh bị bệnh qua đời, lại tháng riêng năm nay, thằng em trai anh cũng vì phải gió mà chết. Dầu anh vẫn hết sức, tần tiện, hai cái ma ấy cũng cứ lôi kéo đi mất của anh hai món lệ làng hết đúng sáu đồng và hai cỗ quan tài hết gần tám đồng nhà không có anh phải quanh co tần tạo cho có hai cái dớp ấy cũng đủ đưa anh lên đến nhất bậc nhì bậc nhất trong hạng cùng đinh rồi hơn nữa tháng ba đến giờ thần bệnh sốt rét ở đâu tiến đến nó bắt anh cứ phải nghỉ việc nằm nhà thế là gần ba tháng trời những sự đóng góp chi tiêu của một gia đình năm miệng ăn hết thảy trồng vào hai bàn tay của người đàn bà con mọn sự đói rách của con và sự lầm than của vợ đắp đổi tiến đến trước mắt đã làm cho anh gan ruột nẫu nà Thêm mấy bữa nay, lý trưởng ngày ngày sai người dục thuế, anh càng luống cuống như con kiến bỏ trong chảo nóng, không biết lo liệu thế nào. Sớm ngày, cơn sốt đã tan, anh phải gắng gượng chống gậy ra đi. Cũng định vay mượn lấy một vài đồng trả cho xong món nợ nhà nước. Nhưng đi thì đi, chính anh cũng không tự biết mình sẽ đi đến nhà ai và chừng bao giờ thì về. Mong mãi không thấy bóng chồng, chị dậu lại bồng cái tiểu trở vào, ngồi phịch xuống chõng. Cái tí loay hoay với đống rễ khoai, thằng dần đương rau ráu, nhai mậu khoai sống. Bên nhà láng giềng có tiếng mâm bát lạch bạch lệch cạch, mấy đứa con nít tíu tít gọi nhau ăn cơm, mùi canh dưa và mùi cá kho theo ngọn gió nồm đưa sang ngào ngạt. Thằng bé háo đói, nuốt vội miếng khoai trong miệng, vớ tấm áo nâu toạc vặt, khoác, luôn vào mình, đòn đả chạy lại vỗ vào vai mẹ. Con sang chơi bên nhà ông bác, u nhé, cái tí chừng mắt, bên ấy sắp sửa ăn cơm đấy mà, sang làm gì? Rồi bà bác lại đuổi oai oái như hôm nọ ấy Thôi, đói thì chịu Em cứ nhặt Cố lấy mấy củ nữa Rồi chị đứng lên bắt nồi Thằng dần quăng tọt cái áo vào trọng Ngoại đít quay lại Trên mặt đầy vẻ thất vọng Khổ lắm Bao nhiêu củ ngon, củ lành U đã lựa hết đem bán Ở đây chỉ có những dễ là dễ Lấy đâu ra khoai mà nhặt Cái tí lại dịu nét mặt chả bán thì lấy tiền uh, đâu đóng sưu Em hãy chịu khó nhặt đi với chị Hãy còn vô khối củ mẫm ra đấy Nhưng mà em còn đói vàng cả mắt Không nhặt được nữa Nói xong Thằng dần vùng vằng bước đến bên cạnh rổ khoai Chọn lấy một củ lớn nhất Nó chùi vào bụng Cho sạch cát bụi Rồi cho vào mồm cắn Chị dậu tuy vẫn ngồi im không nói, nhưng ở khóe mắt, nước mắt lại cứ chan chứa chạy ra, chừng như không muốn để cho các con thấy sự đau lòng của mình. Chị vờ ngoảnh mặt nhìn vào trong vách. <laughs>